Rồi, ok, mến chào quý anh chị bà cô bác đã quay trở lại với kênh Lúa TV ha. Thì ngày mới chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình ha, đặc biệt trong một Covid này ha. Thì các bạn ơi, gần đây có một số bạn comment á, hỏi mình á, trong kênh mình hỏi mình là sao tin nhắn của các bạn á, có đăng ký báo tin nhắn trực tiếp về điện thoại sao không thấy báo tin nhắn nữa nhưng mà các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp một số thắc mắc mà một số bạn thường hay gặp vấn đề này. Thì hiện tại Sacomân có cập nhật lại một cái số tính năng thông báo trực tiếp và điện thoại các bạn, nhưng mà báo trực tiếp trên app Sacomân Pay các bạn. Thì các bạn nào chưa có app thì có thể tải app về bằng cách là vào CH Play hoặc là App Store để tải app nó về các bạn. Rồi các bạn có thể liên kết trực tiếp, thì trong kênh mình có làm những cái video hướng dẫn liên kết như thế. Đó, rồi các bạn có thể truy cập vô để mà xem những cái thông báo mà chuyển tiền hay rút tiền hay tiền ra vô hay những cái tin mà khuyến mãi đặc biệt của Sacombank các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái giải đáp cái những cái thắc mắc mà các bạn đang mắc phải ha. Rồi mời các bạn theo dõi video mình ha. Mình bắt OK các bạn, thì giờ mình sẽ tiến hành giải đáp cái thắc mắc của các bạn ha. Thì trước tiên các bạn truy cập vào app Sacombank Pay giúp mình ha. Đó. Đây. Thì trước tiên khi mà truy cập vô để kiểm tra thì các bạn cần phải nhập mật khẩu app của mình vô ha. Thì các bạn để ý trên một cái giao diện chính của nó thì trên đầu bên phải có cái chuông nè, những cái hình người thì các bạn sẽ nhấn vô cái chuông nó ha. Đây cái chuông nó mình sẽ làm dấu để các bạn dễ thấy nha. Đó. Rồi. Khi mà nhấn vô cái chuông á, thì cái bên mục tất cả nè nó sẽ hiển thị những cái mà tiền vô ra của mình hay là những cái thông báo khuyến mãi nè hay những cái chương trình mới nó ra nè, như ở đây ở mục này mình đã phanh ha, thì nó đã cái số tiền mình bị trừ nè ngày mấy tháng mấy đó. Rồi bên dưới là thông báo mình đã chuyển khoản nè đó. Rồi ha, thì các bạn có thể kéo xuống bên dưới để mà xem những cái mà thông báo mà mình đã rút tiền hay chuyển tiền ha, hay những cái tin tức khuyến mãi của mình ha, của mà Sacombank cập nhật cho mình ha. Đó. Đây để mình kéo xuống bên dưới cho các bạn xem nha. Đó. Rồi, thì còn một cách nữa là các bạn có thể chuyển qua bên cái mục là cá nhân nè. Đây mình đã làm dấu bên đây ha. Thì các bạn test qua bên mục cá nhân thì nó sẽ hiển thị tất cả. Đây bên mục cá nhân ha. Thì nó sẽ hiển thị tất cả những cái giao dịch chuyển tiền và rút tiền của mình thôi, thì không có hiện lên cái những cái thông báo khuyến mãi. Đó như đây, các giao dịch mình đã rút tiền hay chuyển tiền vào nè. Đây cái giao dịch này mình đã rút ra nha các bạn. Đó. Đây, giao dịch này mình đã chuyển nè. Đó. Ok, giao dịch này nó cộng tiền cho mình ha. Rồi, thì các bạn có thể truy cập vào hệ thống để mà xem những cái phiên mãi của Sacombank ha các bạn. Rồi, ok các bạn ơi, video mình đến đây là kết thúc ha. Thì nếu các bạn thấy thích video và thấy video hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần mình nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ha.